Hi, xin chào tất cả các bạn fan yêu quý đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình hãy chơi cái trò chơi đang hot hiện nay, Play Together, chơi với nhau. Và sau một thời gian tìm hiểu, mình có thể chơi trò này. À, chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao cái nhân vật kia lại đánh mình chứ? Này, quỷ thần thiên địa ơi, trong miệng nhân vật đó phát ra tiếng cười rất là ghê rợn. Thôi, đi chỗ khác chơi thôi mọi người à. Tôi không muốn gây chuyện với ai trong cái game này đâu. Quay trở lại với cái lời giới thiệu của tôi, thì tôi đã nghiên cứu mất thời gian rất là dài. Và hôm nay tôi chơi cái game này lúc 12 giờ đêm. Giờ này chắc người không có chơi, chỉ có ma chơi mà thôi. What the hell? Trước mặt của tôi bây giờ xuất hiện một cái shop bán cần câu. Tại đây bán cần câu từ rẻ cho tới mắc. Có được cần câu chúng ta sẽ đi câu cá, được những con cá rất hiếm bán nhiều tiền hoặc là khoe với tất cả mọi người xung quanh. Tôi cũng mua một cán cần câu, nhanh chóng ra biển câu cá. Nếu mà câu được con cá nào hiếm, khoe với gái, trời đất ơi, mấy em gái rụng trứng vì tôi cho mà xem. Nhưng mà từ từ cái đã, bên phía phải tôi thấy một cái vòng xoay bánh xe rất là lớn. Tôi nhanh chóng leo lên đó để cho tất cả chúng ta đều chiêm ngưỡng cái thành phố Play Together này. Nó rộng và nó đẹp như thế nào. Hả? Quỷ thần thiên địa ơi, cái nhân vật lúc đầu cầm cái muỗng đánh vô đầu tôi kìa. Sao nó cứ đi theo tôi hoài vậy? Đã vậy giờ này 12 giờ đêm mà nó ăn mặc giống như là một con ác quỷ vậy. Ôi trời đất ơi, sao tôi nổi hết da gà luôn. Đặc biệt là cái giọng cười của nó làm tôi nãy giờ tè vô quần cũng mấy lần rồi đó. May trong game này tè không bị ướt quần nên mọi người không thấy được. Quay trở lại nội dung review game Play Together. Các bạn thấy đó, thành phố Play Together vô cùng rộng lớn, một vùng biển vô cùng bự và một thành phố vô cùng nhộn nhịp. Có rất là nhiều tòa nhà, rất là nhiều nơi, rất là nhiều tổ chức ăn chơi nhảy múa. Nếu ai mà cô đơn FA thì hãy nhanh chóng vào cái game này để chơi. Rất là nhiều bạn gái xinh đẹp, bạn trai bụng sao muối giống như tôi nè. Tôi vào đây để tôi kiếm trai đó. Trời đất ơi, tôi lại gặp cái nhân vật kỳ dị này nữa rồi. Nó tên là ma muôn hay là ma muỗng gì đó. Ôi trời đất ơi, nó đánh tôi một cái nữa kìa, đau quá à. Không lẽ nó không phải người mà là ma, mà nó cũng kéo mạng giờ, nó chơi game Play Together hay sao? Sao tôi xui xẻo vậy? Chơi giờ này là gặp toàn ma không à? Nhanh lên. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi câu cá ở cái vùng biển này rồi, sau đó cất cần câu chạy về chỗ khác thôi các bạn à. Tôi sợ quá rồi, không còn nghĩ ngợi gì nữa, tôi vứt cái phao xuống dưới nước. À, trời đất, quỷ thần ơi, con ma muốn nó là đánh tôi thêm một cái nữa rồi. Nhưng mà khoan, cá sắp cắn câu rồi kìa. Tôi cũng nhanh chóng kéo và cuối cùng tôi cũng đã được một con cá rồi. Thật là hay quá đi. Đó, các bạn thấy chưa, cái trò chơi câu cá trong game Play Together y chang như thật vậy đó. Nhưng mà chúng ta không cần chờ lâu, chỉ vài giây mà thôi. À, gì vậy? Cái con ma muộn đó, nó lại đánh tôi nữa à? Nãy giờ nó chưa đi hay sao? Thôi, tôi câu nốt con cá này, chúng ta đi chỗ khác thôi. Đứng đây lát nữa, nó đánh tôi chết mất. Mặc dù cái muỗng của nó đánh không đau, nhưng mà nó cứ đè một chỗ, nó gõ liên tục như vậy. Lát nữa cái đầu của tôi sẽ lủng một lỗ cho coi. Nào, xin mời các bạn, chúng ta hãy tiếp tục đi khám phá những cái chức năng khác trong trò chơi Play Together này. Tôi nghe nói trong trò chơi này có cả lớp học nữa. Chúng ta tới trường học để học nào. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cái con ma muỗng đó trông kinh dị quá à. Tại sao nó cứ bám theo tôi chứ? Tôi mới vào game này chơi, có lầm lỗi với ai đâu. À, cái con ma mũ con kia, mày cứ đè chỗ đó mày đánh, nãy giờ nó sân trụ dầu rồi nè. Thế là không còn cách nào khác, tôi cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp của tôi và chạy thật nhanh đến trường học. Hy vọng ở trường học giờ này sẽ có rất nhiều người, nó sợ nó sẽ không bám đuổi theo tôi nữa. Hoặc là ai xấu số hơn tôi, nó sẽ theo người đó mà bỏ tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, tôi vô cái game này tôi chơi để gái đẹp, à không, để trai đẹp sáu múi theo tôi. Mà sao toàn ma quỷ nó theo tôi không, thế này chắc tôi chết mất. Cố gắng lên, một tí nữa thôi tôi sẽ thoát khỏi nó. Phía trước kìa, trường học kìa, nhanh chóng vào đăng ký học thôi. Wow, thật là may mắn cho tôi quá, giờ này mà còn rất nhiều người chơi, rất nhiều học sinh tham gia lớp học này. Ôi trời đất ơi, có tiết nấu ăn nữa kìa. Quỷ thần thiên địa ơi, cái con ma muộn đó, nó theo tôi giống như hình với bóng vậy. Nhanh chân lên nào, tôi phải chạy vào trong lớp học nấu ăn, để học nấu nướng. Và hy vọng trong đó có rất là nhiều học sinh. Nhưng đứa nào xấu số thì con ma muộn kia nó sẽ đổi đối tượng, không theo tôi nữa. Chứ nãy giờ tôi thay cũng mấy chục cái quần rồi đó.
Tôi cũng bắt đầu tham gia học nấu ăn, học nấu nướng. Rất là nhiều loại thức ăn, loại bánh mà tôi cần phải sắp xếp theo hướng dẫn đề bài đã đưa ra. Tôi cảm thấy thật là vui, thật là giảm stress khi chơi cái game này. Không ngờ nó có những cái trò chơi vô cùng dễ thương và rất rất nhiều trò chơi khác nữa. Từ từ lát nữa tôi sẽ khám phá cho mọi người xem. Tưởng chừng như tôi đã thoát khỏi cái con ma muỗng chết tiệt từ đầu tới cuối đã theo tôi. Nhưng mà không ngờ, nó lại xuất hiện. Nó còn vào tham gia lớp học nữa các bạn à. Nó bàn đằng trước tôi kìa, các bạn có thấy không? Ôi quỷ thần thiên địa ơi, chẳng lẽ cuộc đời của tôi đã bị nó ám như thế này hay sao? Không, không, tôi không muốn chết đâu, tôi còn chưa cứu chồng mà. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, thế là tiết học cũng đã kết thúc. Lần này tôi quyết định không đi đâu nữa, tôi sẽ đối mặt với con ma muỗng này, coi nó làm gì tôi. Thì liền lập tức nó ập tới tôi, và rồi nó lấy cái muỗng đó nó đánh liên tục lên đầu tôi. Ôi trời đất ơi, những cái đầu tiên thì không đau, nhưng mà càng về sau rất nhiều, tập trung một chỗ, cái đầu của tôi rất nhức. Tôi vô cùng sợ hãi, tôi lại tiếp tục bỏ chạy. Không được, không được, tôi phải tìm một cách nào đó để có thể thoát khỏi nó mãi mãi. À đúng rồi, tôi sẽ tham gia vào cái thế giới trò chơi, chơi với nhau, nơi đó tập trung rất là nhiều người và chạy lộn xộn lại tầm lum hết. Chắc chắn nó sẽ không biết tôi ở đâu. Nhanh lên nào các bạn, nhanh chóng vào đó thôi. Thế là tôi cũng bước vào cái trò chơi đặc biệt chơi với nhau trong game Play Together. Tại cái vòng đầu tiên, tôi sẽ vượt qua cuộc đua vạn lý trường thành với 29 đối thủ còn lại. Chắc chắn con ma muỗng nó sẽ không vào được trong đây đâu, bởi vì trong đây là thế giới của con người thôi, ma không vào được. Với lại trong đây rất là nhiều người, nó sẽ không thấy được tôi đâu. Nhanh chóng bắt đầu đua thôi nào. Một cuộc chạy đua diễn ra rất là vui vẻ lúc 12 giờ đêm khi tôi chơi game Play Together. Dường như tôi cũng vượt qua rất là nhiều đối thủ. Và rồi tôi cũng nhanh chóng quen thuộc cái địa hình này. Lật léo, chạy qua trái, né qua phải, nhảy lên chướng ngại vật. Và cuối cùng tôi cũng đã sắp được tới đích rồi. Vâng, sau một hồi chạy không mất thời gian bao lâu thì tôi đã về đích với hạng số 7. Thật là vui vẻ quá đi. Và cảm thấy thật là ấm áp, không còn sợn tóc gáy như gặp con ma muỗng nữa rồi. Dường như con ma muỗng nó đã mất dấu tôi rồi mọi người ạ. À. Kết thúc cuộc thi đua ở vòng thứ nhất, có 6 thí sinh đã bị loại. Hên quá, game hay thế giới bánh bèo, yêu màu hường, ghét sự giả dối của các bạn đã vượt qua và bước vào vòng bên trong. Tại vòng thứ hai là một cuộc đua vượt chướng ngại vật. Nơi đây những cái chướng ngại vật vô cùng trong trên và bọn chúng di chuyển lên xuống, qua trái qua phải, khiến cho người chơi gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà đối với tôi sẽ cố gắng hết sức vượt qua vòng thứ hai này. Địa hình của cái vòng đua thứ hai này càng ngày càng khó. Tiến thẳng về phía trước thì càng ngày càng lắc léo và rồi khó di chuyển hơn. Rất là nhiều đối thủ đã bị té xuống dưới sông. Kể cả tôi cũng vậy, tôi cũng té vài lần, gãy hết mấy cái răng cửa. Nhưng mà không sao, tôi cũng cố gắng vượt hơn rất là nhiều đối thủ của mình. Sắp tới đích rồi, một tí nữa thôi. Thưa mọi người, nãy giờ tôi chơi trò chơi cũng khá mệt rồi. Tập trung cao độ rất là căng, bởi vì khuya rồi tôi còn phải đi ngủ nữa chứ. Sau khi kết thúc cái vòng đua thứ hai này, tôi sẽ không tiếp tục vào vòng đua thứ ba nữa đâu, mà tôi sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài và về nhà giới thiệu căn nhà của tôi trong game Play Together cho các bạn. Sau đó tôi sẽ đánh một giấc ngủ tới sáng. Sáng ngày mai mặt trời mọc lên thì loài ma quỷ sẽ biến mất hết. Tôi sẽ hoàn toàn tự do, bình thường, không còn bị ám nữa. Vâng, quay trở lại với cuộc đua của chúng ta. Sau bao nhiêu cố gắng vượt qua thử thách, cuối cùng tôi cũng đã về đích rồi các bạn à. Tôi đã đạt được hạng 8. Nhưng mà giờ này tối rồi, tôi không chơi được nữa đâu. Nhanh chóng thoát ra ngoài và đến căn nhà của tôi giới thiệu cho các bạn biết. Được rồi, tôi cũng đã thoát ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái điện thoại trong game này rất đặc biệt. Có rất là nhiều chức năng và kể cả trong đó, đó chính là di chuyển về nhà một cách nhanh chóng. Vâng, bởi vì vừa mới vào game thôi nên nhà của tôi cũng không to lắm. Có miếng đất trong cái game này cũng đã dữ dội lắm rồi. Xin mời các bạn nhanh chóng vào nhà của tôi. Mà xin nói trước với mọi người rằng nhà của tôi không có cái quần què gì hết á. Rất là đơn giản, có cái giường. À, tôi mới sắm cái hồ cá, tôi rất là thích nuôi cá mọi người à. Bùm bùm, tôi móc cục phân mũi quăng vô cái hồ cá, mấy con cá nó nhảy lên nó táp. Ôi thật là vui vẻ quá đi. Ai, đây là nhà của tôi, chẳng có cái thứ gì cả. Nhưng mà thôi, cũng đến lúc rồi. Tôi leo lên làm một giấc cái đã. Một ngày trải qua thiệt là kinh khủng quá đi. Nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc đâu.
Trong lúc tôi ngủ, đột nhiên đèn của tôi nó tắt đi. What the hell? Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao dạo này điện nước tôi đóng tiền đầy đủ mà có thiếu nợ đâu? Hả? Con ma mổ, con ma mổ! Trời đất ơi! Ủa, nó biến đi đâu mất tiêu rồi? Quỷ thần thiên địa ơi, tôi không thể nào thoát được nó hay sao? Nhanh lên nào, nhanh lên nào, tôi phải bật đèn sáng lên. Tôi sợ ma lắm. Sao con ma muộn đó rõ ràng lúc nãy nó không tìm được dấu vết của tôi rồi mà, sao bây giờ nó biết địa chỉ nhà tôi mà nó tới đây luôn vậy? Không không, chắc có lẽ tôi buồn ngủ quá, tôi bị hoa mắt mà thôi. Đèn lại tắt nữa rồi. Không không, chỉ là tưởng tượng thôi, tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng mà tôi muốn tè trong quần quá rồi, ướt quần rồi nè. Con ma muộn nó lại đến gần tôi nữa rồi. Không không.